Chào các bạn. Tiếp theo, chúng ta đi bài học nói về bảng bù giá nhiên liệu và bù lương thật lái máy. Chúng ta sẽ đi qua 4 phần. Phần thứ nhất là tại sao chúng ta phải tính bù giá nhiên liệu và tính bù lương thật lái máy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng công thức nào để mà tính bù giá nhiên liệu và bù lương thật lái máy. Thì cụ thể là chúng ta sẽ tuân thủ theo các cái hướng dẫn ở trong thông tư số 06 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành, trong phụ lục số 6 trong thông tư này thì Bộ Xây dựng có hướng dẫn về cái công thức để tính được giá cam máy, thì dựa vào đó chúng ta sẽ tính bù. Và một thứ ba là chúng ta sẽ tính thao tác cái việc tính toán bù lương nhiên liệu và bù lương thật lái máy trên phần mềm dự toán G8. Thì tôi cũng xin nói thêm là phần mềm dự toán G8 là phần mềm mà dự toán rất là dễ sử dụng, có tính năng rất là mạnh và nó rất là dễ sử dụng. Ví dụ như chúng ta chỉ cần biết sử dụng Excel thì chúng ta học qua 5-10 phút gì đấy là chúng ta đã biết sử dụng phần mềm dự toán G8 rồi. Tuy là dễ như vậy nhưng mà cái tính năng của nó rất là mạnh. Và G8 thì phần mềm G8, dự toán G8 là được sử dụng rất nhiều trên cả nước, cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam, rồi là từ các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu đến các đơn vị như các sở ban ngành trên cả nước dùng rất là nhiều. Ở đâu chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy là các đơn vị sử dụng G8 là chính. Vì thế mà trong video này thì chúng tôi sẽ áp dụng cái phần mềm dự toán G8 này để mà mô phỏng các cái bảng biểu tính, các cái số liệu tính, thay vì chúng ta phải kẻ bảng từ đầu trên Excel chẳng hạn thì nó rất mất thời gian. Tiếp theo đến mục thứ tư là chúng ta sẽ tính bù giá nhiên liệu và bù lương thật lái máy tại hai tỉnh đặc biệt là tỉnh Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Lý do là hai tỉnh này thì họ công bố cái bảng giá nhân công, và bảng giá nhân công là theo cái đặc thù riêng của tỉnh của họ và khác với các tỉnh còn lại trên cả nước. Cho nên là chúng ta sẽ phải có một cái lưu ý đối với hai tỉnh này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Phần thứ nhất là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta phải tính bù giá nhiên liệu và tính bù lương thật lái máy. Bây giờ chúng ta đi điểm báo xem thế nào. Chúng ta xem. Vào ngày mùng 6 tháng 3 năm 2019 thì trên báo VN Express đây, chúng ta thấy đấy, địa chỉ là vnexpress.net, thì chúng ta thấy là VN Express đã thông báo là cái giá điện tăng 8,36% trong tháng 3 năm 2019. Đấy, thì đây là cái yếu tố tăng giá điện. Thế thì công trình của chúng ta có rất nhiều các loại máy đã sử dụng điện, ví dụ như máy vận thăng chẳng hạn, cầu tháp chẳng hạn, máy hàn chẳng hạn, máy trộn bê tông chẳng hạn, vân vân, thì rồi là máy đầm, bàn đầm dùi vân vân, thì rất nhiều loại máy mà nó sử dụng điện. Thế thì giá điện tăng thì dẫn tới là cái chi phí năng lượng, tức là năng lượng điện để sử dụng cho cái máy đấy nó sẽ tăng lên. Và ngược lại, nếu giá điện giảm thì nó sẽ giảm đi. Tất nhiên là ở ta thì có lẽ giá điện giảm thì rất là mong manh, rất là hy vọng thôi, chứ còn theo thời gian thì thường chỉ có tăng lên thôi. Đấy, như vậy là giá điện tăng dẫn tới là cái giá năng lượng tiêu hao cho cái máy đấy nó tăng, dẫn tới chúng ta phải bù. Tiếp theo chúng ta xem, đây là báo cafef.vn. Thì ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019 thì có bài viết là giá xăng tăng mạnh hơn 900 đồng trên 1 lít kể từ chiều nay mùng 2 tháng 3 chẳng hạn. Đấy, có thấy ạ, từ 15 giờ chiều nay mùng 2 tháng 3 mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng lên tối đa là 17.000, vân vân. Thế thì vân vân thì theo thời gian thì đây chỉ là một cái ví dụ thôi, còn theo thời gian thì có thể là cái giá xăng dầu nó sẽ tăng hoặc nó giảm tùy theo cái giá dầu trên thế giới. Đấy, mà giá dầu chúng ta nhập khẩu về trên thế giới, giá dầu thế giới nó tăng thì trong nước của chúng ta theo đó sẽ phải tăng theo, chứ không thể nào giữ nguyên được. Đấy, thế thì chúng ta biết rằng là như vậy là giá xăng tăng thì dẫn tới là các cái giá của các cái chi phí nhiên liệu để chạy các cái máy, ví dụ như là ô tô vận tải này, máy xúc này, máy ủi này, máy đào này, đấy, vân vân, thì nó sẽ tăng theo. Hay là đơn giản nhất, nhỏ nhất như cái máy đầm cóc chẳng hạn là chạy xăng thì nó cũng tăng theo. Đấy, máy ô tô chẳng hạn hay là máy xúc, máy đào chẳng hạn nó dùng dầu diesel thì dầu diesel tăng giá thì là cái chi phí cho nhiên liệu để phục vụ cho cái máy đấy nó hoạt động thì nó sẽ phải tăng theo, dẫn tới là chúng ta phải bù giá nhiên liệu. Đấy, chúng ta phải bù. Đấy, thế thì lý do thứ hai nữa mà tại sao phải bù lương thì theo thời gian thì cứ 1-2 năm
gì đấy theo một thời gian ở đấy thì cỡ 1 đến 2 năm thì bộ xây dựng hoặc các tỉnh sẽ công bố lại cái mức lương đầu vào do tỉnh họ công bố. Thế thì mức lương đầu vào sẽ tăng lên, thông thường là sẽ tăng lên chứ ít khi giảm đi lắm. Thế thì chúng ta sẽ lại phải bù lương thợ lại máy. Đấy, bù lương thợ lại máy. Thế như vậy là đấy là lý do mà chúng ta phải tính cái bù nhiên liệu, bù lương thợ lại máy. Tiếp theo, mục thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu cái công thức để tính bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lại máy như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thông tư rất là quan trọng, là thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Thì tại thời điểm này và thời điểm vào đầu năm 2019 thì cái thông tư 06/2016 này vẫn còn hiệu lực. Sau này khi Bộ Xây dựng ban hành thông tư mới thì có lẽ là về cơ bản thì cái nội dung sẽ không thay đổi nhiều. Do đó này, khi mà chúng ta đã hiểu cái video này rồi, chúng ta hiểu bài học này rồi, thì khi có thông tư mới chúng ta chỉ xem qua một chút thôi thì là sẽ nắm bắt được vấn đề rất là nhanh. Vì là các thông tư mới nó các bộ ngành cũng sẽ thay đổi, nhưng mà cái mức độ thay đổi không, thường là không nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến trang số 83 trong thông tư 06 này, thì có phụ lục số 6 phương pháp xác định đơn giá cam máy và thiết bị thi công kèm theo thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng. Thì ở đây đơn giá cam máy được xác định theo công thức số 6.1 ở trang số 83. Thì đơn giá cam máy được xác định bằng 5 thành phần, là một là chi khấu hao này, thứ hai là sửa chữa, ba là nhiên liệu, bốn là nhân công lái máy và năm là chi phí khác. Thế thì ở đây có ba cái thành phần là khấu hao này, sửa chữa và chi phí khác. Thì ở đây là chúng ta tính theo cái nguyên giá máy. Ví dụ như là đây chúng ta tính theo cái nguyên giá máy, là cái G là nguyên giá máy, mà cái nguyên giá máy là cái giá mua máy ban đầu từ tại thời điểm mà đơn vị người ta làm hồ sơ thầu hay là người ta làm dự toán, người ta đã xác định rồi, là một con số quyết định rồi. Tức là tại thời điểm người ta làm công trình, người ta xác định giá trị công trình, ví dụ làm dự toán hay làm đấu thầu, thì cái máy đấy người ta đã có rồi. Thì dẫn tới là người ta đã mua rồi, dẫn tới là cái nguyên giá, tức là cái giá mua máy ban đầu đấy cộng với các chi phí lắp đặt, thử nghiệm, hiệu chỉnh rồi là vận chuyển vân vân đấy, thì nó đã là một con số quyết định rồi. Cho nên theo thời gian thì cái khấu hao rồi cái sửa chữa rồi cái chi phí khác này nó được tính theo nguyên giá thì nó sẽ không thay đổi. Do vậy chỉ còn hai thành phần là chi phí nhiên liệu và chi phí lương thợ lái máy, tức là chi phí nhân công lái máy sẽ thay đổi, như vì tôi vừa giải thích có hai lý do vừa rồi, như là giá điện tăng, giá xăng tăng, rồi lương thợ tăng theo năm tháng do các tỉnh hoặc là Bộ Xây dựng sẽ công bố mức lương đầu vào mới. Như vậy là bây giờ chúng ta sẽ phải xác định được cái sự tăng giá của nhiên liệu và lương theo công thức số 6.1 này. Đấy. Bây giờ chúng ta xem, đầu tiên là bù nhiên liệu. Chúng ta xem bù nhiên liệu ở đây thì Bộ Xây dựng hướng dẫn cái công thức tính về chi phí nhiên liệu như thế nào. Chúng ta xem đây. Mục thứ 3 trong phụ lục 6 là chi phí xác định chi phí nhiên liệu năng lượng. Thì chi phí nhiên liệu năng lượng sẽ bằng định mức nhiên liệu nhân với cả giá nhiên liệu nhân hệ số KPI. Ở đây có sigma, nhưng mà thông thường thì một cái máy nó chỉ sử dụng một loại nhiên liệu thôi. Ví dụ máy đầm cóc dùng xăng, máy vận thăng dùng điện, máy trộn bê tông dùng điện, hoặc là máy ủi, máy xúc chẳng hạn thì dùng dầu diesel. Nên như vậy thông thường nó chỉ dùng một loại nhiên liệu thôi. Cho nên y chạy từ 1 tới n thì n cũng là 1, cho nên là chúng ta bỏ cái sigma đi là được rồi. Như vậy chúng ta hiểu rằng là giá chi phí nhiên liệu sẽ bằng định mức nhiên liệu nhân giá nhiên liệu nhân hệ số KP. Chúng ta bỏ cái đại lượng y đi. Đấy. Thế thì định mức nhiên liệu ở đây thì là một cái con số cố định mà chúng ta tra ở trong cái định mức số 1134 năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Thì là một con số cố định rồi. Cái DLN là định mức nhiên liệu là cố định. Bây giờ giá nhiên liệu là cái đại lượng nó biến thiên theo thời gian, hệ số KPI là không thay đổi rồi. Như vậy thì cái bù nhiên liệu sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng cái định mức nhiên liệu mà nhân với cái sự tăng giá của nhiên liệu hoặc là năng lượng. Ví dụ nhiên liệu đây có thể là xăng, có thể là dầu diesel. Còn năng lượng ở đây thì hiển nhiên chúng ta hiểu là điện năng. Đấy, như vậy công thức nó sẽ gì ạ? Bù nhiên liệu sẽ bằng gì ạ? Định mức nhiên liệu nhân với cả sự thay đổi giá. Đấy, tức là bằng cái giá hiện tại trừ đi giá gốc. Sau đó thì nhân với cả hệ số KPI. Đấy là công thức để tính bù nhiên liệu. Tiếp theo, chúng ta xuống phần chi phí nhân công. Thì chi phí nhân công sẽ bằng sigma của nhân công thứ y nhân với cả số công thứ y nhân với cả đơn giá nhân công thứ y. Thì một cái máy có thể là có 1, có 2, có 3 người sử dụng, cho nên trường hợp này y có thể là 1, 2, 3, 4, n cái nhân công, cái người thợ, một loại thợ khác nhau. Đấy. Y có thể là n, có thể là n loại thợ khác nhau. Thì ở đây cái ni tức là số lượng công nhân ấy,
để mà điều khiển lái cái máy đấy, chẳng hạn thì là một con số cố định rồi. Thì cái này chúng ta lấy ở định mức một số 1134 năm 2015 do Bộ Xây dựng công bố. Thế còn cái C, CTLI tức là đơn giá nhân công, thì đơn giá nhân công này được tính theo thông tư 05/2016 của Bộ Xây dựng. Thì cái đơn giá nhân công này thay đổi theo thời gian. Ví dụ như là khi các tỉnh họ công bố cái mức lương đầu vào mới thì cái C, CTL này tức là cái chi phí lương này sẽ tăng lên. Do đó thì cái công thức để tính bù lương thợ lái máy sẽ bằng gì ạ? Sigma của Y chạy từ 1 tới N của NI nhân với cả sự tăng giá đấy, của cái nhân công. Đấy, công thức là như vậy. Đấy, như vậy là một chút ở đây là chúng ta sẽ tuân thủ theo cái thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành, và trong phụ lục số 6 này để chúng ta xác định được cái bù nhiên liệu và bù lương thợ lái máy. Đấy. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thao tác tính bù nhiên liệu và lương thợ lái máy trên phần mềm dự toán G8. Bây giờ tôi sẽ mở phần mềm dự toán G8 ra. Thao tác đầu tiên thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhập các cái công tác ở công trình của chúng ta. Tôi lấy ví dụ một vài công tác thôi để chúng ta mô phỏng. Đấy, ví dụ như là các công tác này là công tác giả định thôi. Khối lượng này cũng là khối lượng giả định để tôi mô phỏng cái thao tác trên phần mềm. Thì trong thực tế, khi làm công trình thực tế thì chúng ta sẽ lấy các đầu việc này cũng như khối lượng này là ở trong cái hồ sơ của chúng ta thực tế. Đấy, ở đây tôi chỉ giả định thôi. Đầu tiên là bước 1 là chúng ta sẽ nhập các cái đầu việc công tác số 1, số 2, số 3, số Y, số N cho hết, nhập khối lượng cho hết đi. Bước thứ hai chúng ta sẽ chuyển sang sheet đầu vào. Thì ở đây chúng ta có thể điền cái mức lương đầu vào ở ô này, ô D6 này, chúng ta sẽ điền mức lương đầu vào, điền bằng tay cũng được, hoặc là chúng ta bấm vào mục là mức lương đầu vào theo vùng, cái nút mức lương này. Thì chúng ta chọn quyết định mới nhất thì phần mềm thường đã chọn sẵn cho chúng ta rồi. Tỉnh, khi ở công trình chúng ta tỉnh nào thì nó đã chọn sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần chọn là cái địa bàn, ví dụ như cái huyện, xã hay thành phố thôi. Ví dụ như tôi đang chọn tỉnh là Điện Biên, thì có thể là thành phố Điện Biên Phủ, hay là huyện Tủa Chùa, huyện Tuần Giáo, hay là thị xã Mường Lai chẳng hạn. Bây giờ thật sự tôi chọn là thành phố Điện Biên Phủ đi. Đấy. Thì mức lương của theo quyết định số 421 năm 2016 do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên họ công bố, thì là cái mức lương đầu vào tại thành phố Điện Biên Phủ là 2.154.000 đồng. Tôi bấm chấp nhận thì tôi sẽ có mức lương đầu vào sẽ là 2.154.000 đồng. Số ngày làm việc chúng ta để là 26, đúng rồi, một tháng có 30 ngày trừ đi 4 ngày nghỉ chủ nhật, còn 26. Các cái phụ cấp này thì chúng ta để nguyên, không thay đổi gì cả, là bằng 0% hết, bởi vì thông thường các tỉnh rất ít khi mà cho các tỉnh phụ cấp này, vì trong cái mức lương đầu vào này 2.154.000 này là đã bao gồm các phụ cấp này rồi, thông thường là như vậy. Đấy. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt, nếu như tỉnh cho cái tỷ lệ phụ cấp, ví dụ như phụ cấp không ổn định sản xuất là bao nhiêu phần trăm, ví dụ 5% hoặc 10%, thì chúng ta điền 10% hay 5% đây. Một số tỉnh như là Hòa Bình, Lai Châu thì họ có phụ cấp khó khăn đắt đỏ, rồi phụ cấp vùng sâu vùng xa là bao nhiêu thì chúng ta điền vào đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ phải điền cái giá xăng dầu điện trước thuế vào đây. Thế thì ở đây cái giá này là giá gốc tại thời điểm mà tỉnh ban hành đơn giá, và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Bây giờ chúng ta click vào đây để xem giá xăng dầu. Trong thông cáo báo chí thì ngày 2/4/2019 thì chúng ta ngay từ đầu đã có rồi, thì cho bấm vào đây. Đây. Và giá này đã bao gồm thuế VAT rồi. Ví dụ như là dầu diesel, tôi giả sử tôi lấy vùng 1 đi, là 17.080 đồng. Ta nhập vào đây. Diesel bằng 17.080 chia 1.1. 1.1, tôi xin lỗi. Rồi. Rồi bây giờ mazut. Dầu mazut thì thông thường chúng ta không ít khi dùng đến, chúng ta bỏ qua đi. Điện, nếu mà có thì chúng ta lấy cái giá dầu mazut ở đây. Vùng 1 đây 15.210, tôi chia cho 1.1 thì sẽ ra. Tôi điền luôn nhé. Bằng 15.210 đồng và chia cho 1.1. Đấy. Tiếp theo điện, xăng, tôi điền xăng trước, xăng A92. Điền xăng RON
E5 RON 92 18.580 bằng 18.580 chia cho 1,1. Đấy. Như vậy là chúng ta đã điền xong được giá của xăng dầu. Bây giờ chúng ta điền giá điện thì có mục là click vào đây để xem giá điện của Bộ Công Thương hay là của bên tập đoàn EVN. Rồi thì phần mềm sẽ mở ra cái hiện nay đầu tháng chúng ta đang có cái vào đầu tháng 3 năm 2019 thì chúng ta có quyết định số 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của bên Bộ Công Thương về quy định giá bán điện, thì chúng ta tải cái giá bán điện tại đây. Chúng ta tải về. Đây. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta save nhé. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta tải cái file về. Đấy. Thì ở trong cái quyết định số 648 này thì là giá điện, thì là mức giá điện là ở đây là giá bán điện là chưa bao gồm thuế. Đây. Giá bán điện quy định tại phụ lục kèm theo quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị tăng, cho nên là chúng ta hiểu rằng đây là giá trước thuế. Đấy. Thì có hai cái luồng quan điểm. Luồng quan điểm thứ nhất là người ta lấy giá bán điện bình quân, ví dụ như trong hợp này là 1864,44 đồng trên kWh điện, có thể lấy cái giá này. Đây là một quan điểm. Quan điểm thứ hai là người ta sẽ lấy ở cái bảng phụ lục phía dưới, và người ta sẽ lấy ở cái mức là cái giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất, và chúng ta sẽ lấy ở cái điện áp là dưới 6 kV theo ba mức là giờ bình thường này, giờ thấp điểm và giờ cao điểm, thì chúng ta sẽ lấy ba cái giá trị này chúng ta cộng vào chia 3. Ví dụ như trường hợp này là chúng ta sẽ lấy là 1685 cộng 1100 cộng 3076 chia cho 3, 1685. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể là lấy như này, 1685 cộng 1685 cộng 1100 1100 cộng tiếp với cả 3076 cộng với 3076. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia cho 3. Chúng ta sẽ được là 1953,7 đồng. 1953,7. Và chúng ta sẽ điền cái 1953,7 đồng vào đây. 1953,7 đồng vào đây. Đấy, quy trình là như vậy. Nói tóm lại là trong phần mềm mà đã có sẵn cái mục click vào đây để lấy giá xăng, click đây để lấy giá điện, và chúng ta chỉ việc lấy thôi. Và chúng ta điền giá xăng điện vào đây trước. Rồi. Tiếp theo cái hệ số điều chỉnh về diesel điện mazut ở đây thì chúng ta sẽ lấy như sau. Thì tiếp theo cái hệ số về nhiên liệu phụ thì ở đây các con số này thì là chúng ta sẽ lấy ở trong cái tài liệu như sau. Ví dụ tại thời điểm mà tỉnh họ công bố cái bảng giá cam máy, cái công bố cái bộ sách đơn giá phần xây dựng lắp đặt khảo sát vân vân ấy, thì bao giờ họ cũng kèm theo một cái tài liệu là bảng giá cam máy và thiết bị thi công trên địa bàn của tỉnh. Đấy, thì trong cái tài liệu này thì phía trong này họ sẽ có các cái hệ số nhiên liệu, thì chúng ta sẽ trả đây để mà đưa vào. Đấy. Thì chúng ta sẽ đây. Tuy nhiên thì thông thường thì các cái hệ số này là trong phần mềm nó đã đưa sẵn rồi, và chúng ta kiểm tra lại thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bên sheet nhiên liệu để xem phần mềm tính bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lái máy. Đấy, chúng ta sang sheet nhiên liệu, hoặc cách thứ hai chúng ta vào menu dự toán bù giá nhiên liệu và lương thợ lái máy thì cũng thế thôi. Đấy, chúng ta có thể bấm vào cái sheet hoặc là trên menu thì cũng thế thôi. Rồi, đây thì bây giờ phần mềm sẽ tính hai thứ, một là bù nhiên liệu và bù lương thợ lái máy. Thì bù nhiên liệu này, đầu tiên bù nhiên liệu thì sẽ xác định như sau, sẽ bằng cái định mức nhiên liệu mà nhân với cả cái sự chênh lệch giữa giá nhiên liệu hiện tại trừ giá nhiên liệu gốc. Như chúng ta nhìn ở đây, ví dụ như công thức là G trừ M trừ L 12. Đấy, G là cái định mức nhiên liệu. Thì cái định mức nhiên liệu này chúng ta sẽ lấy trong cái tài liệu là định mức số 134 năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy, sau đó thì nhân với cái giá nhiên liệu hiện tại trừ giá nhiên liệu gốc. Trong đó cái giá nhiên liệu hiện tại vừa rồi chúng ta điền ở bên sheet công trình rồi. Bên sheet đầu vào rồi. Đấy. Bây giờ giá gốc này thì có hai trường hợp xảy ra. Nếu như là giá gốc mà nếu như chúng ta muốn bù cái nhiên liệu này đấy, so với cả cái thời điểm tỉnh ban hành các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, tức là chúng ta bù với cả giá nhiên liệu gốc, thì cái giá gốc này thường là chúng ta sẽ không phải điều chỉnh nữa. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta khi mà bên giá tháng này chúng ta lại áp
cái giá này với một cái bảng giá các máy thiết bị công tại một thời điểm nào đó do tỉnh công bố. Đấy. Ví dụ vào tháng 1 năm 2018 là một tỉnh nào đó họ ban hành một cái bộ sách đơn giá xây dựng đáp là khảo sát vân vân, thì bao giờ cũng có thể kèm theo bảng giá các máy, thì cái giá các máy này chính là giá các máy gốc. Đấy. Nếu giả sử rằng tháng 1 họ ban hành rồi, tháng 1 năm 2018 ban hành sách đơn giá, đến tháng 8 năm 2018 thì tỉnh lại công bố một cái tài liệu nữa là bảng giá các máy và thiết bị công tại thời điểm tháng 8 năm 2018, tức là 8 tháng sau, 7 tháng sau họ ban hành một cái bảng giá các máy mới chẳng hạn. Và chúng ta áp giá vào đây, áp giá theo cái bảng giá các máy mới vào đây, thì trong hợp đấy cái giá gốc, cái giá gốc ở đây sẽ tương ứng với cả cái giá nhiên liệu gốc ở trong cái quyết định vào tháng 8 năm 2018 của tỉnh đấy. Đấy. Thì trong hợp đấy thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái giá gốc này. Chúng ta bấm vào mục là nhập giá nhiên liệu thanh công cụ dưới cùng màn hình. Chúng ta sẽ điền vào cái cột giá gốc này. Chúng ta sẽ lấy cái bảng giá các máy và thiết bị công của tỉnh tại thời điểm tháng 8 năm 2018 đấy để chúng ta điền vào cái cột giá gốc này. Chúng ta điều chỉnh lại bởi vì chúng ta đang muốn bù giữa hiện tại ngày hôm nay khi mà chúng ta làm công trình đấy, chúng ta làm dự toán đấy với cả cái thời điểm mà tỉnh công bố cái bảng giá các máy mới đấy là tháng 8 năm 2018 đấy. Còn ngày hôm nay là ví dụ đầu năm 2019 chẳng hạn. Đấy. Đây là giá gốc thì chúng ta sẽ điền vào đây. Trường hợp thứ hai là nếu như mà cái thứ hai nữa là cái đơn giá hiện tại này thì là chúng ta sẽ điền vào tại thời điểm mà chúng ta làm công trình này. Và vừa rồi tôi đã hướng dẫn điền ở bên sheet đầu vào rồi, cho nên ở đây chúng ta không cần điền lại nữa. Đấy. Còn trường thứ hai là nếu mà chúng ta bù với cả so với cả giá gốc do tỉnh ban hành từ thời điểm họ công bố các bộ sách đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát vân vân ấy, thì cái giá gốc này thì thường là không cần điều chỉnh nữa. Đấy. Rồi, nếu chúng ta điều chỉnh thì chúng ta nhập vào đây, sau đó chúng ta điều chỉnh các cái số liệu ở cột gốc, cột hiện tại nếu có, sau đó chúng ta bấm cập nhật. Đấy là xong. Tuy nhiên trong hợp này tôi đã cái giá gốc này tôi không thay đổi, giá hiện tại tôi đã nhập đầu vào rồi, cho nên tôi bấm đóng cửa sổ lại. Và bù nhiên liệu sẽ bằng cái định mức nhiên liệu nhân với cả giá hiện tại trừ giá gốc. Hoặc cái này chẳng hạn cũng sẽ bằng gì ạ? Bù nhiên liệu của điện nhân với cả giá điện bây giờ trừ giá điện trước đây. Đấy. Tiếp theo, mục tiếp theo là phần bù lương thợ lái máy. Thì cái bù lương này sẽ bằng là gì ạ? Bù lương hiện tại trừ đi bù lương gốc. Đấy, bù lương gốc. Thế thì cái lương gốc này là chúng ta sẽ lấy ở trong cái bảng giá các máy và thiết bị công của tỉnh tại thời điểm mà gốc, đơn giá gốc ứng với đơn giá gốc của tỉnh. Đấy, tức là tại thời điểm mà họ công bố các bộ sách, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát vân vân. Đấy là thì họ bao giờ cũng có một cái tài liệu là bảng giá các máy tại ứng với tại thời điểm đó. Thì đây là cái mức lương tương ứng với cái thời điểm mà họ tỉnh họ công bố các bộ sách đơn giá xây dựng đó là khảo sát đấy. Đấy. Nếu trường hợp mà chúng ta lắp lại cái bảng giá các máy này tại thời điểm mà theo một cái bảng giá các máy mới của tỉnh thì cái phần này thì cái phần đơn giá gốc này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tính lại chứ không phải là một con số cố định như này nữa. Ví dụ trong hợp này đang công thức của nó là 407.635 đồng, đây là một con số cố định. 170.000 đây nó không công thức gì cả, đây là con số cố định thì là lấy tại cái lương gốc. Đấy. Còn nếu tại chúng ta tính tại thời điểm mà tỉnh ban hành cái bảng giá các máy mới thì chúng ta sẽ phải tính lại cái lương gốc này, chúng ta sẽ tích vào tính lương gốc này. Đấy. Lương hiện tại thì do chúng ta đã điền cái mức lương đầu vào hiện tại là 2.154.000 đồng rồi, cho nên nó sẽ nhảy ở đây chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chưa nhập ở đầu vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại mức lương hiện tại ở ô này, ô H7 này. Đấy. Thì cái bù lương sẽ bằng gì ạ? Cái lương hiện tại trừ lương gốc. Trong đó cái lương hiện tại này chẳng hạn thì nó sẽ tính là nó tính cho cái anh thợ bậc 3 này là bao nhiêu này, anh thợ bậc 5 là bao nhiêu này, xong nó nhân một anh. Đấy. Thế thì cái anh thợ bậc 3 này chẳng hạn này sẽ là gì ạ? Lấy hệ số lương 2.16 nhân với cả mức lương đầu vào 2.154 mà chia cho 26 ngày. Chia cho 26 ngày thì sẽ ra cái chỗ này, sẽ chia cho 26 ngày đây thì sẽ ra được cái lương trong một ngày công. Đấy. Tương tự như vậy cho các loại nhân công khác. Như vậy chúng ta có bù nhiên liệu ở cột O, chúng ta có bù lương ở cột R. Thì bù 1K sẽ bằng gì ạ? Bằng cái bù nhiên liệu và bù lương ở đây. Đấy. Và tổng bù sẽ bằng là cái tổng cái số ca máy, ví dụ cần chụp bánh xích 10 tấn tổng cả công trình đấy là bao nhiêu ca nhân với cả bù 1K, thì đây chính là tổng bù cho cái cần chụp bánh xích 10 tấn. Thế còn cái 20.164,5 đồng này là tổng bù cho đầm bàn 1 kW. Đấy. Vân vân.
Và cuối cùng chúng ta sẽ có cái tập bù tổng cộng ở phía dưới này. Nó sum lại. Thì đây chính là bù nhiên liệu và lương thật lãi máy cho cả công trình. Đấy, bù nhiên liệu và công trình. Đấy. Thì ở phía dưới này, chúng ta sẽ có cái bảng tổng hợp nhiên liệu là từng loại nhiên liệu một, đơn vị là gì, tổng khối lượng cho cả công trình là bao nhiêu, giá gốc, giá hiện tại bao nhiêu, thành tiền gốc, thành tiền hiện tại bao nhiêu, tương ứng đây nó có công thức tính, khối lượng nó cũng dùng công thức tính ở bên trên, có công thức tính thì chúng ta đấy. Và tiếp theo bên dưới phía dưới nữa là bảng tổng hợp thợ máy, tức là chúng ta sẽ tổng hợp xem là cái công trình đấy thi công xong đấy, hoàn toàn bộ công trình ấy là sử dụng những loại nhân công lấy máy nào đấy, thợ bậc 3, thợ bậc 5, nhân công bậc 4 chẳng hạn, bao nhiêu ca, số lượng ca bao nhiêu, thì nó dùng công thức để nó tính. Đây chúng ta thấy công thức tính đây, đấy. Đấy, thì chúng ta dựa vào đây để tính. Tiếp theo tôi hướng dẫn các cái lựa chọn ở phía dưới. Đầu tiên là tính lại lương gốc. Như tôi đã nói, nếu như ở bên giá tháng này chúng ta áp lại bảng giá ca máy, không phải là giá ca máy gốc nữa, mà là giá ca máy mới do tỉnh công bố chẳng hạn, thì ở bên này, và bên nhiên liệu này, thì cái mức lương đầu vào gốc này chúng ta phải điều chỉnh cái con số này là theo như tỉnh công bố tại cái bảng giá ca máy đấy. Đấy, và chúng ta sẽ phải tích vào cái mục tính lương gốc, sau đó thì chúng ta bấm F5 trên bàn phím, hoặc là chúng ta bấm cái nút hình tam giác ở phía trên này để nó tính lại cái lương gốc này. Chúng ta thấy lúc nãy cái lương gốc là một con số cố định, thì không, bây giờ nó tính lại cho chúng ta đây, tính lại công thức đây, và lương hiện tại nó tính đây, và nó trừ cái lương hiện tại trừ lương gốc để ra được cái bù lương ở đây. Đấy là cái sự, đấy là cái khác nhau giữa việc là không tích hoặc là tích cái lương gốc này. Đấy, cái mục tiếp theo là chúng ta bù phần trăm lương. Thì tức là hiện nay là chúng ta đang phải tính lại lương hiện tại trừ lương gốc. Đấy, thì thông thường mà tính bù phần trăm lương thì thông thường là người ta ít khi người ta tính lại lương gốc. Đấy, và người ta bỏ đi. Tất nhiên tùy tùy theo cái thực tế của bạn là có tính lại lương gốc hay không. Bây giờ tôi nói thêm tiếp về cái bù phần trăm lương, là ở đây cái bù lương này chúng ta đang tính là lương hiện tại trừ lương gốc, trong đó lương hiện tại là chúng ta phải tính toán. Chúng ta phải tính toán dựa trên các cái công thức tính toán như thế này. Đấy. Nhưng mà có thể là một số tỉnh là họ yêu cầu là mức lương đầu vào thay đổi, thì chúng ta bù lương theo cái phần trăm của họ. Ví dụ như là mức lương đầu vào cũ đang là 2.050.000, mức lương đầu vào mới là 2.154.000, thì người ta sẽ bù phần trăm như sau. Người ta sẽ lấy là 2.154.000. Đấy, 2.154.000 mà trừ đi 2.050.000. Đấy, 2.050.000 ra được cái sự gia tăng của mức lương, sau đó chia cho cái gốc, chia gốc là 2.050.000 bằng, rồi chúng ta nhân 100 bằng, thế như vậy là chúng ta tăng được là gì ạ, 5,07%, thì chúng ta bây giờ chúng ta tích vào là bù phần trăm lương, sau đó chúng ta bấm F5 hoặc là nút hình tam giác ở trên này, thì phần mềm để mặc định là 44%. Và chúng ta lưu ý có một dấu chấm đỏ đây, nó hướng dẫn cái phương pháp tính tỷ lệ bù phần trăm lương. Đấy, ví dụ lương gốc là bằng này, lương thì cách tính thì chúng ta xem thêm, thì chính là cách tính mà tôi vừa hướng dẫn rồi. Và vừa rồi tôi vừa tính ra được là 5,07%. Chúng ta sẽ điền thay con số 44% bằng gì ạ, bằng 5,07% vào đây. Thì lúc này cái bù lương sẽ bằng gì ạ, bằng cái lương thợ gốc nhân với cả 5,07%. Tương tự như vậy đây sẽ bằng cái lương gốc là 170.308 đồng nhân 5,07% ở đây. Đấy, như vậy là cái bù lương nó sẽ tính theo cái phần trăm của cái số sự gia tăng của mức lương đầu vào. Đấy, rồi rồi, và lúc rồi tiếp theo ở đây chúng ta có mục là tùy chọn khác. Thì là có mục là bù giá nhiên liệu và bù 1 ca, bù lương và bù 1 ca. Thì bây giờ tôi phải bỏ, chúng ta nhìn này, bù 1 ca thì mặc định của G8 là bao giờ nó cũng là bù nhiên liệu và bù lương cộng với nhau, bù nhiên liệu và bù lương một cộng với nhau. Tuy nhiên có một số tỉnh họ lại chỉ cho bù nhiên liệu không thôi. Đấy, có một số tỉnh người ta lại chỉ cho bù nguyên lương không thôi, vậy thì làm thế nào?
có tỉnh thì là có cả bù nhiên liệu và cả bù lỗ thợ lái máy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tích tùy chọn này, tùy chọn khác này. Trường hợp thứ nhất là chúng ta bỏ cái bù lương đi, chúng ta chỉ để lại mỗi là chúng ta để bù lại mỗi là bù nhiên liệu và bù 1k thôi, chúng ta bấm chấp nhận. Thì này cái bù 1k ấy, nó sẽ chỉ bằng mỗi cái bù nhiên liệu thôi. Đây, bằng bù nhiên liệu thôi. Trường thứ hai là nếu tỉnh không cho bù nhiên liệu mà chỉ cho mỗi bù và lương thôi, chúng ta bấm chấp nhận đây. Thì chúng ta thấy là bù 1k nó sẽ bằng bù lương ở đây. Đấy, bù 1k bằng bù lương ở đây. Như vậy là chúng ta vào tùy chọn khác này. Sau đó chúng ta bỏ cái bù nhiên liệu, chúng ta tích vào bù lương. Đấy. Và trường hợp thứ ba rất hay xảy ra là gì ạ? Là có cả bù nhiên liệu và bù lương thì chúng ta tích vào. Đấy, có bù cả nhiên liệu và bù lương thì bù 1k sẽ bằng gì ạ? Bù nhiên liệu, bù lương ở đây. Nói tóm lại là tùy trường hợp, tùy từng thời điểm và tùy từng tỉnh, có tỉnh thì cho bù nhiên liệu, có tỉnh thì cho bù lương, có tỉnh thì cho bù cả hai, thì chúng ta sẽ tích vào cái tùy chọn này để chọn là một trong hai cái này hoặc cả hai. Đấy. Còn cái mức lương hiện tại theo thì hiện tại nó không có gì, thì do tỉnh này Điện Biên thì họ không ban hành cái mức lương, cái bảng lương riêng giống như là Hà Nội hay là Quảng Ninh, cho nên là chỗ này nó sẽ không có cái gì để chúng ta chọn cả. Ở đây chúng ta không có gì để chọn cả. Tí lát nữa thì đến phần tính cho Hà Nội và Quảng Ninh thì tôi sẽ hướng dẫn cái mục lương hiện tại theo này sau. Còn tất nhiên là văn bản tính cái định mức ca máy thì nó có hai loại, một là theo thông tư 06 năm 2010 cũ, cái thứ hai là theo định mức 134 năm 2015 mới, thì mặc định là G8 theo 134 năm 2015. Sau này khi mà có những cái định mức ca máy mới, ví dụ như là 1135 chẳng hạn năm 2020, ví dụ vậy thì G8 sẽ bổ sung và trong này nó sẽ có thêm mục thứ ba là định mức 1135 năm 2020 chẳng hạn, ví dụ vậy thì chúng ta chọn sau, vân vân. Còn thông thường nó để mặc định là cái định mức mới nhất cho chúng ta rồi. Đấy. Tiếp theo mục thứ tư là tôi hướng dẫn cái mục bù giá nhiên liệu và bù lương thợ lái máy tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Tại Hà Nội và Quảng Ninh. Đấy. Thế thì trước khi đi vào cái của Hà Nội và Quảng Ninh thì tôi nói thêm một chút nữa là cái bù 1k này, tổng bù và bù 1k này sẽ được, cái bù nhiên liệu này sẽ được đưa vào đâu. Thì chúng ta sẽ có mục là cấu hình có bù nhiên liệu và lương thợ lái máy, chúng ta tích vào đây. Thì nó sẽ tính vào đơn giá chi tiết này, chiết tính và tổng hợp chi phí dựng, chúng ta yết này. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm lần lượt các sheet, chúng ta thấy bên đơn giá chi tiết chẳng hạn thì các cái công tác, ví dụ là công tác này nó có dùng đến máy chẳng hạn thì nó có bù nhiên liệu ở đây. Đây. Công thức nó sẽ lấy bằng cái định mức nhiên liệu này này nhân với cả cái nhiên liệu U12, U14 chẳng hạn. Để chúng ta xem U12, U14 là gì. U thì chính là cái bù 1k. Bù là bù 1k, tức là lấy định mức, lấy số k đấy, số k máy đơn giá chi tiết đây, lấy số k máy ở đây mà nhân với cả bù 1k. Số k máy đây nhân bù 1k để ra được cái tổng bù nhiên liệu đây. Chúng ta cho từng cái công tác một. Đấy, ví dụ như 1 tấn thịt gà chẳng hạn thì phải bù bao nhiêu nhiên liệu và lương thợ lái máy thì nó thể hiện ở đây chúng ta. Đấy là một sheet. Sheet thứ hai là bên phần tổng hợp phiếu mục thì nó sẽ có một cái dòng bù nhiên liệu thuận lương thợ lái máy ở đây. Đây. 1.844.868 thì nó link ở bên nhiên liệu V20. Chúng ta bấm can chuôn mở móc vuông sẽ thấy nhiên liệu V20 chính là gì ạ? Cái tổng cộng ở đây, V20 chính là đây. 1.844.868 đồng đây ở đây. Thì nó tổng bù nó đưa vào đây chúng ta. Đấy. Cái mục thứ ba, thứ ba nữa là nó sẽ đưa vào cái đơn giản cái chiết tính. Chiết tính. Thì những cái máy mà những công tác mà có sử dụng máy thì nó sẽ tính là lấy định mức của ca máy đấy nhân với cả nhiên liệu U, là cột U là cột bù 1k. Đấy, thì nó sẽ ra được là như vậy cái máy đấy, cái công tác đấy thì một đơn vị công tác nó sẽ phải bù bao nhiêu cho lương thợ và bao nhiêu cho nhiên liệu. Đấy. Ngoài ra thì ở bên tổng vật tư thì chúng ta có thể là có cái mục là cộng bù nhiên liệu lương thợ nếu chúng ta tích vào. Sau đó chúng ta bấm F5 hoặc là bấm nút hình tam giác ở trên thanh công cụ này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ kích, tôi cho hiển thị đây bảng bù nhiên liệu, chúng ta thấy rõ hơn này. Đây, đối vật liệu thì cột M này là cước vận chuyển, còn đối với máy thì là bù nhiên liệu, bù nhiên liệu lương thợ lấy máy thì đây chính là lấy từ bên nhiên liệu cột U, U6, U8, U10 vân vân đến U18. Thì cái số này chính là cái bù ở đây. Và cái tổng bù này 1.844.868 thì nó bằng bên kia. Bằng bên nhiên liệu. Đó. Hoặc là nếu mà chúng ta hiển thị, chúng ta giấy hiện trường sẽ rõ nhất là gì ạ? Cái giá hiện tại này
Cái cột M này là cột bù nhiên liệu. Chúng ta thấy ạ, giá hiện tại sẽ bằng là gì ạ? Giá mà chúng ta nhập ở bên xin giá tháng đấy. Tức là đây, ở bên giá tháng S20. Giá tháng này là cột S20 chính là cái này, tức là cái giá hiện tại, giá mà chúng ta theo tỉnh công bố hoặc là giá gốc. Đấy. Thì thông thường là giá gốc. Đấy. Hoặc là giá theo tỉnh thì chúng ta điền vào đây. Thì sẽ lấy cái giá này là giá thông báo của tỉnh cộng thêm với cả bù nhiên liệu lương thật lại máy nữa. Đây nó cộng thêm cái 10.293 đồng ấy nữa để nó ra là cái đơn giá các máy hiện tại ở đây. Đấy. Thì chúng ta chọn bảng số 6 thì sẽ rõ, rất rõ về cái bảng giá hiện trường. Đấy. Thì bao gồm cả cái bù nhiên liệu ở đây. Đấy. Chúng ta có thể chọn bảng số 4 là bảng nguyên là cái khối lượng và cái bù và cái tổng bù ở đây thì cũng được, tùy chúng ta. Đấy. Bây giờ tôi chọn bảng số số 6 để chúng ta rõ. Chúng ta cứ nhớ là cột M hiện tại là cột M là cái cột bù nhiên liệu. Cột O là cột giá hiện tại. Đấy. Như vậy là nó cái bù nhiên liệu nó thể là khá nhiều sheet như là tổng vật tư, rồi đơn giá chi tiết, rồi là tổng hóa phiếu mục, rồi là chiết tính dự thầu, vân vân. Đấy. Rồi. Bây giờ tôi quay trở lại về cái việc là hướng dẫn cái tính bù nhiên liệu và lương thợ tại tỉnh Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Thì đầu tiên tôi hướng dẫn tại tỉnh Hà Nội trước. Rồi, bây giờ tôi chọn là thành phố Hà Nội. Đó, bây giờ tôi nhập một số đầu việc. Đó, tôi giả định thôi, đây là các khối lượng giả định. Thì Hà Nội ban hành một số các cái văn bản như sau. Hà Nội ban hành một số văn bản. Đây. Đầu tiên là tôi phải nói đến cái quyết định số 688 năm 2017 về việc công bố cái nhân công tại Hà Nội. Thế thì cái 688 này có liên quan đến cái đơn giá ca máy số 689, tức là Hà Nội dùng cái quyết định 688 này để tính chi phí nhân công. Sau đó thì ban hành cái quyết định số 689 là bảng giá ca cái bảng giá ca máy và thiết bị công. Đấy. Thì cái bảng giá ca máy này nó bao gồm cả nhân công lái máy. Đây. Cái lương thợ điều khiển này được tính theo cái quyết định 688 năm 2017. 688 năm 2017. Thì cái 688 thì trong 688 này thì có một cái bảng phụ lục. Họ cho là có 3 vùng là 3 vùng ứng với 3 dòng. Đấy, các quận này là vùng 1 này. Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức vân vân là vùng 2 này. Mỹ Đức rồi Phú Xuyên, Ba Vì là vùng 3 này. Đấy. Thì Hà Nội sử dụng cái số liệu ở 688 này để mà tính cái mức lương. Đấy, cho cái lương thợ điều khiển ở quyết định 689 năm 2017 này. Đấy. Tại thời điểm tôi làm video này là đầu năm 2019 thì Hà Nội ban hành tiếp một cái văn bản, một cái quyết định mới là số 189 ngày 10 tháng 1 năm 2019 về nhân công của Hà Nội. Thì tôi giả luôn những cái phụ lục thì cái nhân công này là thay đổi so với cái 688 này rồi. Đây, cũng là phân làm 3 vùng, vùng 1 là các quận, vùng 2 là Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Quốc Oai, Sơn Tây chẳng hạn. Đấy, và vùng 3 là các huyện còn lại. Thì mỗi vùng nó sẽ phân làm 3 các loại mức lương khác nhau là phổ thông này, trung bình khá này và giỏi này. Đấy, thì chúng ta sẽ có các số liệu như sau. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái việc mà tính bù nhiên liệu lương thợ lái máy dựa trên cái số liệu này của tỉnh Hà Nội. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải áp cái giá ca máy của Hà Nội này theo 689 này vào trong cái bảng trong cái kết trong phần mềm của chúng ta. Chúng ta sang giá tháng. Thì bây giờ giá gốc và giá thông báo của máy là bằng nhau và bằng giá gốc ứng với thời điểm là Hà Nội ban hành cái đơn giá 5481 năm 2011. Rất là lâu rồi, năm 2011. Thì hai cái giá này bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nháy phải cho chọn là lắp lại giá ca máy. Chúng ta sẽ tìm cái quyết định số 689 năm 2017. Sau này nếu mà có 690, 691 vân vân năm 2020, 21 chẳng hạn thì chúng tôi sẽ bổ sung. Và nó sẽ có trong cái danh sách này. Chúng ta chọn. Thì ở đây có mục là điền ghi chú rồi thay cho giá tháng là mặc định rồi. Thì thông thường là chúng ta làm như này. Và chúng ta bấm chấp nhận. Rồi. Thì cái cột giá tháng này được thay đổi. Và cái số liệu này là được lấy ở trong cái tài liệu là quyết định 689 năm 2017 của Hà Nội. Lấy cái cột tổng số này đưa vào chúng ta.
Đấy. Và cái cột ghi chú nguồn gốc xuất xứ này thì nó ghi là theo giá máy 689 năm 2017. Tất cả ở đây để chúng ta sau này chúng ta biết à cái giá này lấy đâu ra, thì là chúng ta biết rằng lấy là 689 năm 2017 Hà Nội. Như vậy bước 1 tôi đã hướng dẫn chúng ta cái việc áp giá ca máy do tỉnh công bố, ví dụ như quyết định số 689 năm 2017 của Hà Nội chẳng hạn, để chúng ta tính công trình. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng là cái quyết định số 689 này là vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Bây giờ là đầu 2019, như vậy là chúng ta đã, như tôi giải thích là đã xảy ra cái điều kiện để mà chúng ta phải bù hai cái. Một là bù lương thợ lái máy. Đấy, cái thứ hai là bù nhiên liệu. Đấy. Lương thợ lái máy thì Hà Nội ban hành cái quyết định số 189 mới. 189 mới ngày 10 tháng 1 năm 2019 thì có các số liệu về lương như sau. Thì chúng ta sẽ điền lại cái lương này. Đấy, mức lương đầu vào mới. Cái lương thợ này thì Hà Nội tính toán dựa trên cái quyết định 688. Và cái mức lương đầu vào, mức lương đầu vào của Hà Nội, mức lương đầu vào để mà tính cái lương thợ này này theo quyết định số 689 thì Hà Nội tính toán như sau. Đây. Bảng tính mức lương đầu vào cho nhân công lái máy theo quyết định số 689 năm 2017 ngày 9 tháng 2 năm 2017 của thành phố Hà Nội. Thì là cái việc tính mức lương đầu vào này là dựa trên quyết định số 688, nhớ là 688. Đây 688 đây. Quyết định số 688 của Hà Nội đây. Là Hà Nội sẽ đã lấy là mức lương đầu vào của vùng 1 và vùng 2 cộng vào chia trung bình. Cụ thể là sẽ lấy 6 con số này. 3 con số này cộng với nhau, cộng tiếp 3 con số này là 6 con số. Sau đó chia cho 6 trung bình để ra được cái mức lương đầu vào cụ thể như sau. Chúng ta có vùng 1, vùng 2 4.146.079, 4.146.079, trung bình khá là 5.441.737, 5.441.737 đây. Đấy, lao động giỏi là 6.882.124, 6.882.124 đây, 6.882.124. Tiếp theo vùng 2 phổ thông là 4.071.960, 4.071.960. Đấy, trung bình khá là 5.067.795, 5.067.795 ở đây. Và giỏi là 6.332.255, 6.332.255 ở đây. Đấy. Thế bây giờ cách tính cái mức lương đầu vào cho nhân công lái máy ở Hà Nội như sau. Là chúng ta sẽ cộng 6 cái giá trị này của vùng 1, vùng 2 đấy, cho phổ thông, trung bình khá. Tức là chúng ta sẽ có 6 con số cộng vào chia cho 6 theo như công thức ở đây. Cộng vào chia 6 ở đây, chúng ta sẽ ra được mức lương trung bình trong một tháng. Tiếp theo, mức lương trung bình này sẽ ứng với cả cái nhân công bậc 3.5/7. Do đó chúng ta phải tính cái hệ số lương của nhân công bậc 3.5/7 dựa trên là việc chúng ta sẽ tính trung bình của bậc 3 và bậc 4 cộng vào chia đôi. Trong đó cái 2.16 là hệ số lương của bậc 3 và 2.55 là hệ số lương của bậc 4 là chúng ta lấy ở thông tư 05 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành. Thì chúng ta cộng vào chia đôi thì sẽ ra được 2.355, chính là cái hệ số lương của bậc 3.5/7. Chúng ta có mức lương trung bình trong một tháng rồi và chúng ta có hệ số lương rồi thì chúng ta sẽ tính được mức lương đầu vào bằng gì ạ? Bằng cái mức lương 5.321 này này, 992 này chia cho 2.355 thì chúng ta sẽ ra được mức lương đầu vào để tính cho nhân công lái máy của Hà Nội là 2.259.869 đồng. 2.259.869. Đấy, thì chúng ta sẽ tính vào đây, chúng ta sẽ đưa cái số liệu này vào. Đây chính là mức lương đầu vào ứng với cái bảng giá ca máy 689 năm 2017 của Hà Nội mà chúng tôi tính được. Đây. Chúng tôi tính được. Và chúng ta sử dụng con số này, chúng ta tính theo đúng công thức ấy thì chúng ta sẽ ra được đúng cái mức lương, cái giá trị ở cây cột là lương thợ điều khiển máy ở đây. Đấy, chúng ta tính thử sẽ ra có con số này cho xem. Tức là bằng lấy mức lương đầu vào đấy, lấy mức lương đầu vào 2.259 này, sau đó chúng ta nhân hệ số lương chia cho 26 ngày thì sẽ ra được các con số ở đây, ở cột lương thợ điều khiển máy ở đây. Đấy. Do đó thì bây giờ chúng ta sẽ sang bên xin nhiên liệu để chúng ta tính bù. Trước khi sang thì chúng ta bấm sang đầu vào để chúng ta điền cái mức lương đầu vào hiện tại. Thì mức lương đầu vào hiện tại là chúng ta tính theo quyết định số 189 năm 2019 của Hà Nội. Thì chúng ta chọn giả sử như bây giờ là thành phố Hà Nội chẳng hạn. Đấy. Thành phố Hà Nội chẳng hạn. Thì trước khi chúng ta chọn thành phố Hà Nội thì phần mềm sẽ tính ra được mức lương đầu vào. Đấy. Mức đầu vào là 2.529.862 đồng.
2.529.862 đồng. Có vẻ hơi giống giống với cái số này. 2.529 đây là 259 khác nhau chứ không phải giống nhau, tôi xin. Đấy, thì nó sẽ tính được cái mức đầu vào ở đây của chúng ta hiện tại của Hà Nội, thành phố Hà Nội là 2.529.862 đồng, giống như tính vừa rồi. Đấy. Và đầu vào nó sẽ đổi thành là gì ạ? 2.529.862 chúng ta. Các tỷ lệ phụ cấp này chúng ta sẽ để bằng 0%. Đấy. Tiếp theo các cái bây giờ chúng ta sẽ điền giá điện, giá xăng, giá dầu diesel thì cũng giống như vừa rồi, tôi đã điền ở cái bài trước, cái phần phía trước ấy, mà chúng ta sẽ kích vào đây để lấy giá xăng, có lấy để lấy giá điện. Đấy, thì chúng ta điền cái giá xăng, giá điện mới vào đây. Ví dụ là giả sử như vừa rồi tôi tính được cái giá diesel, giá mazut, giá điện, tôi sẽ phải tính lại ở đây, click vào để xem giá xăng dầu. Đây, vùng 1 chẳng hạn, xăng A92 18.580 bằng 18.580 chia cho 1.1. Đấy, điện thì chúng ta đã có cái giá điện đây rồi. Đây, chúng ta cộng vào chia cho 3, 1.685 cộng 1.001, 1.685 cộng 1.100 cộng 3076 bằng chia cho 3, 1593.7. 1593.7 chúng ta điền giá điện ở đây, 1593.7. Rồi giá diesel chúng ta điền vào, quên tôi chưa điền giá diesel. Giá diesel 17.080 bằng 17.080 chia cho 1.1, enter. Tương tự như vậy giá dầu mazut chúng ta điền tiếp vào đây cho xong. Giả sử như là chúng ta điền hết rồi, tiếp theo cái hệ số nhiên liệu phụ này thì phần mềm đã điền sẵn cho chúng ta rồi, thì hệ số nhiên liệu phụ này sẽ lấy ở đâu? Sẽ lấy trong tài liệu như sau. Quyết định 189 đây thì trong cái này thì Hà Nội có ban hành như sau. Tôi xin lỗi, phải lấy ở trong cái bảng giá cả máy, tôi xin lỗi. Đây, thì trong quyết định 189 này thì Hà Nội cho xăng hệ số nhiên liệu phụ là 1.01, điện diesel là 1.03, xăng 1.01, diesel 1.03 và điện là 1.02, điện là 1.02 đây. Đấy, thì chúng ta có giá điện đây rồi. Thì thông thường phần mềm đã điền sẵn chúng ta. Đấy, nếu như chúng ta kiểm tra mà phần mềm chưa điền thì chúng ta sẽ điền các cái tỷ lệ nhiên liệu phụ vào đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm sang bên sheet nhiên liệu. Nhiên liệu. Thì trong hợp này là trong hợp này chúng ta đang tính là có bù nhiên liệu và bù lương. Ở đây chỗ này nó con số nó lớn, nó chưa hiển thị, chúng ta cho nó rộng ra một chút. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải điền lại cái này. Điền lại cái mức lương đầu vào này. Thì như tôi vừa giải thích là cái mức lương đầu vào này phải lấy ở gốc, vì là chúng ta áp cái quyết định số 689 giá cả máy vào rồi. Cho nên cái mức lương đầu vào gốc này chúng ta phải điều chỉnh theo cái 689. Như chúng ta đã tính ở file Excel là 2.259.869 đồng. 2.259.869. 2.259.869 đúng rồi, 2.259. Rồi. Mức lương hiện tại thì là chúng ta sẽ lấy ở cái đầu vào này, hoặc là tính ở phần nhân công chúng ta tính được gì ạ? 2.529.862. 2.529.862. Chúng ta copy. Chúng ta paste nó vào cái này. Tôi để vào đây, sau đó chúng ta paste value, dán giá trị 2.259.862. Đấy, như vậy là chúng ta đã thể hiện được cái giá gốc nhiên liệu, cái mức lương đầu vào gốc và mức lương đầu hiện tại rồi. Tiếp theo cái nhiên liệu, cái giá nhiên liệu gốc. Bây giờ chúng ta sẽ phải nhập giá nhiên liệu gốc. Giá này đang là giá tại thời điểm mà gốc của tại thời điểm năm 2011 khi mà Hà Nội công bố các bộ sách đơn giá phần xây dựng lắp đặt khảo sát. Nhưng ở bên sheet giá tháng chúng ta đã áp cái đơn giá cao máy số 689. Do đó cái giá gốc này phải ứng với 689, chúng ta sẽ đưa cái tài liệu 689 ra để chúng ta lấy xem là giá xăng dầu như nào.
Sang ở đây chúng ta lấy ở cột trước thuế 14882. Đấy, 14882 chúng ta điền vào đây. Điện diesel là 11364. Diesel là 11364. Diesel rồi điện là 1638. Điện là 1638. Cái mazut này thì thường chúng ta không cần dùng đến, bởi vì rất không, gần như không có máy nào dùng cả, chủ yếu dùng diesel, xăng và điện thôi. Chính vì thế mà trong cái tài liệu này của Hà Nội cũng không có giá mazut, mà chỉ có xăng, có dầu diesel, có điện thôi. Đây, phía trên chúng ta không có, không có gì cả. Đấy, phía dưới chúng ta có bảng không có dầu, giá mazut không có thôi. Với cả chúng ta không dùng, chúng ta điền được cũng được, mà không điền cũng được, không sao cả. Đấy. Như vậy tôi nhắc lại là cái gốc này là chúng ta phải, vì ở bên giá tháng chúng ta đã áp giá theo 689, cho nên là cái giá gốc này sẽ phải ứng với quyết định số 689 này. Đây, đây là 689 của chúng ta đây. Đấy, và chúng ta đưa xuống phía dưới này, nó có cái bảng, bảng, bảng nhiên liệu đây. Ở các tỉnh khác nếu có thì sẽ tương tự, không không khác nhau mấy, chỉ khác nhau cái số trang thôi. Còn giá nhiên liệu hiện tại thì chúng ta đã điền sẵn rồi, ở bên đầu vào chúng ta điền sẵn rồi, thì ở đây nó đã lập sẵn cho chúng ta không phải điền nữa, chúng ta bấm chấp nhận. Đây, tiếp theo, bước tiếp theo chúng ta vào thủy chuẩn khác. Chúng ta bỏ cái tích là lương hiện tại theo 189 này đi, vì là cái 189 này là chúng ta lại phải tính mức lương đầu vào lại, là chúng ta đã tính được cái 2.529.862 đây rồi, và là tính theo cái lấy hệ số lương nhân với cả cái 2.529.862 mà chúng ta tính được ở bên kia. Do đó thì chúng ta sẽ không, tức là chúng ta tính theo thông tư 05 năm 2016, cho nên chúng ta sẽ bỏ cái tích là lương hiện tại theo quyết định 189 đi. Đấy, và chúng ta vẫn để là bù nhiên liệu và bù lương như bình thường, bấm chấp nhận. Đấy, như vậy là chúng ta đã thao tác xong các cái quy trình để mà tính bù nhiên liệu của Hà Nội. Thì là bù nhiên liệu nó sẽ bằng gì ạ? Lấy giá nhiên liệu tại trừ giá gốc nhân với cả cái định mức nhiên liệu. Bù lương sẽ bằng cái lương gốc mà trừ đến lương hiện tại. À tôi xin lỗi, cái số giá lương gốc này chúng ta chưa tính vào tính lương gốc, đúng rồi, chúng ta phải tính lại. Chúng ta tích vào tính lương gốc, xong rồi chúng ta bấm F5 hoặc nút hình tam giác để tính lại. Rồi, thì cái lương gốc nó sẽ phải tính lại bằng cách nào ạ? Nó sẽ tính lấy cái hệ số lương nhân mức lương đầu vào gốc chia cho 26 ngày. Lên đây nó sẽ chia cho 26 ngày. Đấy. Lên đây nó sẽ chia cho 26 ngày, nó sẽ ra được. Chia cho 26 ngày đây. Tương tự như vậy, lương hiện tại nó cũng là gì ạ? Lấy hệ số lương nhân với cả mức lương đầu vào hiện tại. Đấy. Sau đó bên trên này nó sẽ chia cho 26 ngày để ra được. Đấy. Như vậy là chúng ta phải tích vào tính lương gốc ở đây thì mới ra được. Để ra bù 1K. Tôi nhắc lại cái quy trình của Hà Nội như sau. Bước 1 là chúng ta nháy phải đây. Chúng ta chọn là lắp lại giá cam máy. Sau đó chúng ta chọn cái 689 năm 2007 Hà Nội, bấm chấp nhận. Đấy, để mà G8 sẽ áp cái 689 vào cột giá tháng này và sẽ ghi chú ở đây chúng ta để sau này chúng ta biết là theo 689. Bước thứ hai, chúng ta vào đầu vào để chúng ta chọn là cái 189 của Hà Nội này. Đấy. Và sau đó thì chúng ta sang phần nhân công để chúng ta xem cái này là bao nhiêu, thì nó sẽ áp lại chúng ta cái giá trị này sang đây để chúng ta biết được là cái lương đầu vào của Hà Nội, của thành phố Hà Nội hay là của các huyện tương ứng vân vân đấy, xem 189 là bao nhiêu, chúng ta sẽ biết nó là bao nhiêu ở đây. Các tỷ lệ này chúng ta bằng 0. Tiếp theo chúng ta điền giá xăng dầu diesel điện bằng việc là click vào đây để xem cái giá xăng dầu chúng ta điền vào đây. Cái hệ số này là G8 đã điền sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta kiểm tra lại thôi. Đấy. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang phần nhiên liệu. Sang phần nhiên liệu. Phần nhiên liệu. Thì chúng ta sẽ điền cái mức lương đầu vào. Mức đầu vào 2.259.869 này là cái mức lương đầu vào ứng với cái quyết định số 689 năm 2017 của Hà Nội. Khi mà họ tính đưa ra các máy sẽ sử dụng cái mức lương này để tính, mức đầu vào để tính. Chúng ta sẽ điền cái mức lương 2.529.862 đây là việc là chúng ta lấy từ cái bên sheet nhân công này. Chúng ta lấy từ đây, chúng ta đưa vào. Là do chúng ta tính được qua các con số này, chúng ta tính được cái công thức tính ở đây. Ra được 2.529 đưa vào đây. Thì chúng ta sẽ copy cái giá trị đấy để đưa vào cái mức lương đầu vào hiện tại ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào tích chọn là tính lương gốc. Và cuối cùng chúng ta bấm tùy chọn khác. Chúng ta bỏ cái lương hiện tại theo 189 này đi. Sau đó chúng ta bấm chấp nhận. Đấy, thì là phần mềm sẽ tính là bù lương.
bằng việc là lấy hiện tại trừ đi gốc, trong đó hiện tại gốc đều tính lại đấy, và bù nhiên liệu thì bằng định mức nhân với cả giá của cái này đấy. Trước đấy thì chúng ta cũng phải bấm vào nhập nhiên liệu, thì cái đơn giá gốc này, giá gốc này ứng với cả cái giá gốc ở trong quyết định 189 năm 27 của Hà Nội. Giá hiện tại thì chúng ta điền đầu vào sẵn rồi thì nó điền đây cho chúng ta thôi, sau đó chúng ta bấm chấp nhận là xong. Đấy, thì nó sẽ tính toán lại chúng ta toàn bộ cái bù nhiên liệu thợ điện máy. Cuối cùng thì chúng ta vào cấu hình có bù nhiên liệu thợ điện máy để mà phần mềm đưa vào các cái bảng như là gì ạ, như là chiết tính này. Đấy, chiết tính nó sẽ có bù nhiên liệu thợ điện máy này, nó tính dựa trên định mức nhân với bù 1K, rồi là nó tính đơn giá chi tiết, nó cũng phải tính bù nhiên liệu thợ điện máy đây, sẽ lấy định mức này mà nhân với cả bù 1K. Hoặc là bên tổng của phiếu mục sẽ có bù nhiên liệu ở đây, sẽ lấy ở bên nhiên liệu V51 chẳng hạn, đây sẽ lấy ở cái tổng bù đây, và V51 chính là cái dòng tổng cộng đây, 51 là tổng cộng ở đây chúng ta đấy. Đấy. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong cái cách tính bù nhiên liệu và lương thợ điện máy của Hà Nội. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn tiếp là chúng ta tính bù nhiên liệu và lương thợ điện máy của tỉnh Quảng Ninh. Tôi chọn tỉnh thành phố là Quảng Ninh. Quảng Ninh. Tôi nhập một số mã. Đây là giả sử đây là khối lượng giả định công trình thực của chúng ta nhập lại theo đúng như là các cái đầu việc của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sang sheet đầu vào. Đấy, sheet đầu vào thì ở đây các tỷ lệ phụ cấp và mức lương chúng bỏ qua. Cái diesel điện này chúng ta sẽ điền lại theo như là bên kia. Tôi sẽ lấy như ở bên kia để cho chúng ta tiện. Chúng ta copy ở bên này sang. Số 2. Tôi copy. Đây, sẽ điền cái giá mới ở đây. Đấy. Thì chúng ta click vào đây để xem giá xăng, chúng ta điền vào cái này. Click vào đây để chúng ta điền giá điện và chúng ta điền vào ô này như cái đoạn vừa rồi tôi hướng dẫn. Đấy. Các cái hệ số này thì chúng ta lấy ở bảng giá ca máy và thiết bị công của tỉnh Quảng Ninh. Đấy, chúng ta điền vào đây hoặc phần mềm điền sẵn chúng ta rồi. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bên sheet nhiên liệu. Đấy, nhiên liệu thì vì là Quảng Ninh là họ công bố cái nhân công là họ có quyết định số 1919 năm 2015 của Quảng Ninh. Sau này có thể là Quảng Ninh sẽ ban hành một cái văn bản mới về lương. Nhưng mà cái 1919 này là Quảng Ninh cho sẵn cái đơn giá nhân công rồi. Ví dụ như nhân công bậc 3/7 đấy, thì là 208.000. Bậc 4/7 là 237.000, là họ cho sẵn con số rồi, chúng ta không phải tính gì cả. Chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Do đó là cái phần bù nhiên liệu bên này. Bù nhiên liệu bên này thì cái lương hiện tại này là chúng ta lấy làm con số chứ không phải tính toán gì cả, nó có số cố định. Ví dụ như là nhân công lái xe nhóm 2 bậc 1/4 chẳng hạn thì là 234.000 là một con số cố định chứ không có công thức gì, chúng ta nhìn ở đây không có công thức gì cả. Đấy, chỗ này 303.000 là một con số cố định chứ không có công thức gì cả. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ việc là nhập giá nhiên liệu, thì cái giá nhiên liệu chúng ta điền sẵn đầu vào thì điền sẵn đây chúng ta. Giá gốc là ứng với thời điểm mà tỉnh ban hành đơn giá là có sẵn rồi và chúng ta không phải chỉnh gì cả. Đấy. Thì như vậy là ứng với Quảng Ninh thì chúng ta lại tích vào cái mục là lương hiện tại theo quyết định 1919 của Quảng Ninh, thì phần mềm đã tích sẵn chúng ta không phải làm gì cả. Đấy. Và thông thường thì là trong trường hợp này thì trong trường hợp này là chúng ta sẽ phải là tính cả bù nhiên liệu và bù lương, bởi vì là cái giá xăng dầu nó thay đổi. Chúng ta thấy giá xăng dầu ở đây đang 12 lên 15, đang từ điện từ 1.600 lên chỗ này thay đổi chẳng hạn, thì là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái để nó bù cả nhiên liệu và bù lương. Do đó trong hợp này thì cái tùy chọn bù nhiên liệu phải có và bù lương phải có. Đấy. Như vậy đối với tỉnh Quảng Ninh thì khác với tỉnh khác là cái duy nhất là gì ạ? Cái nhân công này là chúng ta không phải tính lại nữa, mà chúng ta lấy các con số cố định, tức là các cái giá trị lương mà tỉnh đã ban hành trong cái văn bản số 1919 năm 2015. Tại thời điểm tôi làm video này thì chúng ta áp dụng cái 1919. Sau này có thì phần mềm sẽ tự động đưa những cái văn bản mới vào đây. Ví dụ ở đây sẽ có một mục nữa để chúng, và phần mềm thông thường nó sẽ tự động chọn cái mới nhất của chúng ta. Đấy.
Sau đó thì bù 1k nó sẽ bằng bù nhiên liệu và bù lương và tổng bù ở đây. Sau đó chúng ta sẽ vào cấu hình có bù nhiên liệu thay máy để nó đưa sang bên gì ạ? À? Bên chiết tính này. Bên chiết tính nó có này, bù nhiên liệu này. Định mức nhân với cả nhiên liệu cột U là cột bù 1k. Hoặc nó sẽ đưa sang bên đơn chi tiết. Đây. Bằng định mức nhân cột U là cái bù 1k. Hoặc đưa sang bên tổng phụ mục, nó sẽ có bù nhiên liệu cho cả công trình. Đây, bù nhiên liệu là cột này. 2.695 ở cột V42, ô V42 đây. V42 là cái ô này. Tổng cộng đây. 2695 đây. Đấy. Hoặc là nó sẽ đưa sang bên tổng vật tư nếu chúng ta muốn. Chúng ta muốn là cộng bù vào cái giá hiện tại này. Cái giá hiện tại được cộng bù này, chúng ta tích vào đây. Chúng ta bấm F5. Đấy. Thì lúc này khi chúng ta chọn cái bảng giá hiện trường, chúng ta thấy rõ cột M là cột cước nếu là vật liệu và bù nhiên liệu lương nếu là máy. Thì đây, cái này link từ nhiên liệu U12, nhiên liệu U17, bên dưới là U37 vân vân. Thì cái hiện tại nó sẽ bằng gì ạ? Bằng cái giá thông báo. Trong trường hợp này giá thông báo là giá gốc cộng với cả bù nhiên liệu. Đây, bằng giá thông báo cộng với cả bù nhiên liệu. Đấy. Thì nó có thể là tính vào các cái bảng như là tổng vật tư, đơn giá tiết, chiết tính, rồi là tổng phụ mục chúng ta. Đấy. Nếu mà chúng ta đã chọn bù nhiên liệu vào đây rồi, và cái giá hiện tại này rồi, thì ở bên tổng phụ mục này nó sẽ không còn cái dòng bù giá nhiên liệu lưu tại máy nữa, mà nó sẽ có cái tính trực tiếp vào chênh lệch giá máy thi công ở đây. Đấy. Chênh lệch này thì nó bằng tổng vật tư R30. Thì chúng ta bên này chúng ta sẽ chọn cái bảng là giá chênh lệch rút gọn, sẽ thấy ạ. R ở đây, R30 ở đây. Thì nó sẽ bằng sum của cái này, tức là cái tổng chênh này. Thì nó sẽ bằng là cái chênh của tiền máy hiện tại với cả tiền gốc. Vậy trong đó cái giá hiện tại này đã bao gồm cả bù nhiên liệu rồi. Do đó là cái chênh này là chênh nhiên liệu. Đấy. Thì nó sẽ đưa cái chênh liệu này vào cái chênh giá các máy ở đây. Chênh lệch giá các máy đây mà không còn cái dòng là bù giá nhiên liệu lưu tại máy nữa. Đấy. Như vậy, vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho chúng ta ở bài học này, chúng ta đã hướng dẫn là cái việc bù giá nhiên liệu lưu tại máy. Tôi đã hướng dẫn cái công thức tính dựa theo thông tư 06/2016 của Bộ Xây dựng ở phụ lục số 6, cũng như là thao tác tính cái bù nhiên liệu thợ máy cho các tỉnh nói chung trên cả nước. 63 tỉnh thì có 61 tỉnh là tính theo cái chung như nhau. Và cuối cùng là tôi đã hướng dẫn hai tỉnh còn lại là tỉnh Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, là họ tính theo trường hợp đặc biệt là do Hà Nội và Quảng Ninh là ban hành cái bảng giá nhân công là riêng cho tỉnh của mình, chứ không theo các chung là các tỉnh là ban hành cái công bố cái mức lương đầu vào. Còn đây là hai tỉnh này là ban hành mức đơn giá nhân công luôn. Thì tôi đã hướng dẫn xong cái bài học của chúng ta thì tạm thời là kết thúc ở đây. Trong quá trình mà làm việc thực hành mà chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta vào trợ giúp. Thì cái phần hướng dẫn về bù giá nhiên liệu, bù lưu thận máy của tôi xin kết thúc ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian và công sức để mà theo dõi cái video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.